Chi. Mình đang học khóa thạc sĩ tài chính tại Queens. Mình chọn trường Queens bởi vì ngôi trường này rất là đẹp. Và bên cạnh đó thì mình rất là yêu cuộc sống ở Ireland. Vì thế mình đã chọn học ở đây. Mình chọn học khóa thạc sĩ tài chính tại Queens bởi vì ngành tài chính của Queens xếp thứ 11. Và mình nghĩ là sau khi ra trường mình sẽ kiếm được một công việc tốt. Khóa học này được thiết kế với các môn học có tính ứng dụng rất cao và giảng viên của mình thì luôn giúp đỡ khi mình cần. Ở trường Queens rất là tuyệt vời. Trung tâm hỗ trợ sinh viên quốc tế đã hỗ trợ mình rất nhiều trong việc đăng ký nhập học cũng như là tìm nhà ở. Và điều mình thích nhất ở Queens đó là thư viện Macleay, nơi mà mình có thể dành cả ngày ở đấy để học. Mình thuê một căn nhà cùng với vài bạn nữa và ngôi nhà của mình thì chỉ có 10 phút đi bộ là tới trường. Còn đi tới City Center thì mất 20 phút. Mình rất là thích căn hộ của mình và nó rất là rẻ. Mình rất là thích cuộc sống ở đây. Mình thường đi chơi với các bạn của mình, du lịch xung quanh Belfast và shopping, hay đi xem phim nữa. Mình cũng hay tham gia các hoạt động ngoài trời như là ngày Giáng sinh và ngày Thánh Patrick. Người dân ở Belfast rất là thân thiện. Khi mình ra đường thì mình cảm thấy rất là an toàn, kể cả khi mình rời thư viện vào lúc 11 giờ đêm. Họ cũng có những hoạt động dành cho sinh viên quốc tế như là iConnect Belfast. Ở đó thì mình có thể gặp gỡ các sinh viên quốc tế và nói chuyện về văn hóa của Ireland cũng như là được thưởng thức những món ăn Ireland miễn phí. Mình thấy rằng Belfast là một nơi tuyệt vời để học tập. Hãy đến và cảm nhận cùng mình. Hy vọng gặp lại các bạn ở đây Belfast.